Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có công văn hỏa tốc gửi trường Đại học Luật Hà Nội yêu cầu báo cáo về quá trình tuyển sinh đào tạo đối với nghiên cứu sinh Vương Tấn Việt, tức Thượng tọa Thích Chân Quang. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết hiện nay có nhiều thông tin trái chiều về việc tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tiến sĩ đối với ông Vương Tấn Việt tại trường Đại học Luật Hà Nội. Để có thông tin đầy đủ, Bộ đề nghị nhà trường khẩn trương báo cáo cụ thể về quá trình tuyển sinh, đào tạo tiến sĩ, bao gồm cả việc nộp hồ sơ, phản biện, bảo vệ luận án và có minh chứng kèm theo đối với hồ sơ của ông Vương Tấn Việt. Báo cáo gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo trong ngày 26 tháng 6 để tổng hợp. Căn cứ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố vụ án hình sự chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước xảy ra tại thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành phố khác. Đồng thời đã quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Yên, nguyên Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương, để điều tra về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam, khám xét chỗ ở đối với ông Nguyễn Văn Yên. Hiện vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiếp tục điều tra, làm rõ. Những ngày qua, tại nhiều tỉnh thành trong cả nước liên tục xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Rạng sáng nay 26 tháng 6 tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, một vụ cháy biệt thự thương tâm lại xảy ra, khiến hai vợ chồng chủ nhà tử vong. Rạng sáng nay ngày 26 tháng 6, căn biệt thự 2 tầng tại phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, do một người phụ nữ sinh năm 1981 làm chủ, bất ngờ xảy ra vụ cháy. Căn biệt thự này vừa để ở và làm văn phòng với tên Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Phát triển Thương mại Bồ Đề. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người, gồm hai vợ chồng chủ nhà, người giúp việc, con cháu trong gia đình. 4 người ở tầng 1 đã thoát được ra ngoài, còn hai vợ chồng mắc kẹt tại tầng 2. Chỉ ít phút sau vụ cháy, lực lượng chức năng đã tiếp cận hiện trường, tổ chức chữa cháy và đưa được hai vợ chồng chủ ra ngoài trong tình trạng bất tỉnh. Dù được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên, song cả hai đã tử vong. Thưa quý vị, tại hội nghị sơ kết an toàn giao thông mới đây, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị phạt nguội người đi xe máy vi phạm giao thông, rút kinh nghiệm từ việc xử lý vi phạm bằng hình ảnh đối với ô tô. Tuy nhiên, đề nghị này nhận được nhiều ý kiến hoài nghi về tính khả thi nếu áp dụng, bởi trên thực tế, việc xử lý phạt nguội đối với xe máy đang rất khó khăn. Xe máy là loại hình phương tiện có số lượng lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 80% số lượng phương tiện cả nước và cũng là loại hình giao thông vi phạm nhiều nhất. Bất cứ tuyến đường nào cũng có thể phát hiện ra hàng loạt lỗi vi phạm của người điều khiển xe máy. Tình hình vi phạm luật giao thông của các chủ phương tiện là xe máy diễn ra khá là phổ biến với những lỗi như là đi ngược chiều hoặc là vượt đèn đỏ là rất phổ biến và càng ngày càng nghiêm trọng hơn, ảnh hưởng đến tình hình an toàn giao thông. Trước thực trạng này, Bộ Giao thông Vận tải đã đề nghị phạt nguội đối với người điều khiển xe máy vi phạm giao thông, rút kinh nghiệm từ việc phạt nguội đối với xe ô tô thời gian qua. Tuy nhiên, biện pháp này có thực sự khả thi vẫn là một câu hỏi lớn khi xe máy không phải đi đăng kiểm, chưa kể rất nhiều xe máy chưa chính chủ như hiện nay. Phải đồng bộ hệ thống giấy tờ thứ chính chủ mới phạt được. Chứ bây giờ xe máy các thứ nó giống như xe đạp ngày xưa ấy. Ai có thể mua xe cũ đi lại là mà đổi xe giấy chờ nó cũng hơi bất tiện. Xử lý phạt nguội thì tôi thấy là ô tô thì thường thường là các chủ phương tiện nó xác minh hoặc là tên chính chủ sang tên hoặc là lực lượng chức năng nó kiểm soát hay xác minh nó dễ dàng hơn với xe máy. Đối với trường hợp và các phương tiện là xe ô tô là do phải đăng kiểm theo quy định cho nên là các trường hợp vi phạm đối với xe ô tô là đều phải chấp hành cái việc xử phạt theo quy định. Thế còn đối với những trường hợp là xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện ý, thì người dân ý, hiện nay là còn chưa có ý thức chấp hành cái việc mà xử lý vi phạm khi mà nhận được thông báo của cơ quan công an.